Nãy mẹ dạy con trái gì quên rồi? Trái vải. Mẹ đã cho mama gửi ta sẽ sút rút. Ít sút rút ở đây nè. Good, good, good. Mẹ hai một phút đó, mẹ ốc cho con rồi đó. Để lọt cho con một miếng nữa, con tự lọt đi nha, con tập lọt nha con. Tập lọt ăn, ăn mà tự làm đi nha. Mẹ con về, con về trời. Con biết làm không? Ừ, chị cho mẹ, con mẹ. Giống mẹ, được làm giống mẹ đó hả? Tại khi ra lớn rồi. Ra lớn rồi, đúng rồi, ra tự làm, tự ăn đi nha. Giúp mẹ được chị đi. Chị mang cho Phiên ơi, con rận. Nè, con phải để móng tay con được. Chị đi Phiên rận của đó nè. Móng tay con dài rồi. Dạ, giống mẹ. Giống mẹ. Thì con ơi, thử móng tay á, nên nó bị, nó không có giọt dài nổi với con á. À, mama, what is in pink? Thôi mẹ coi coi. Ai, cái này cái vỏ nó thôi mình lột mày nè. Con ăn đi. Mày lột cho con nha, mày lột giúp con nha. Vỏ vải. Đó có con gì? Đây mày làm cho. Hôm trước á, Huy mua là 6 đồng 9, là kể như 7 đồng 1 ký. Đợt này mua có 6 đồng rưỡi, nhưng mà nó không có ngon như đợt vừa rồi. Hồi đợt vừa rồi mua ngon ghê luôn. Con cơm không mẹ? Đợt này nó cũng to vậy đó, nhưng mà nó không có ngọt. Đợt vừa rồi nó ngọt mà nó thơm lắm. Giống như là vải thiều Việt Nam luôn vậy đó. Mà loại ngon ấy, chứ không phải là thừa là dở. Còn đợt này nó hơi bị chua. Nhìn cái thịt nó gì là chua nè. Còn cái thịt nó trong thì nó ngọt hơn. Mà phía cho sắp tiếp hay thua con. Ăn đi con, con cắn ăn đi. Tiếp rồi. Timo với bà nó ở trên lầu rồi, hai cha con ở lầu rồi. Ăn đi con, lau tay này nha. Mẹ với con đây ăn trái cây nha. Em con hứng cái đây nè, ăn để ướt đó. Chị trời. Này nó hầu chua không có ngon. Mẹ ơi, bà miếng mà chè cho. Lấy cơ. Bà miếng thì sạch chứ. Nó nói à, nói với nó là ngọt rồi đó. Tội nghiệp không? Ngọt không ai con? Mà. Ngon không? Chị ghiền trái cây dữ lắm luôn mà nhất là trái cây Việt Nam á. Tội quá à. Ở Việt Nam đó là cha mẹ cha ông bà cha ăn nhiều lắm luôn á. Ở Việt Nam. Yeah, here we send vinegar, here no apple. Bên nào ở đây có táo với lê. Ở đây có other chicken on YouTube. Yeah. He took others, mama. We took others eating. Cook. We done. Cook it. That's on the house. On thousand. Cook. On ping pong. On that. On that. Can you see trees? Nó ở đây có đủ thứ rồi đó mẹ. Ở đây có ở ngoài giường nè, có bàn bóng bàn nè, có đủ thứ hết trơn rồi. Mẹ biết rồi, ở đây thì đối với con là đầy đủ rồi. Nhưng mà đối với mẹ là thiếu tình cảm. Mẹ ơi. Thiếu tình cảm của gia đình nha. I'm here to take out. Nha, ở đây mẹ chỉ có Lia, Timo với ba thôi, không ai nữa hết á. Còn ở Việt Nam mình có bạn bè nè, mẹ có bà con nè, có bà ngoại nè. Bà Liên. Bà Ba Liên đúng rồi, bà Ba Liên là dì của mình á. À, dì của mẹ. Dì của mẹ. Mỗi tối con niệm nó ăn được. Mỗi tối con niệm Phật sao cho mọi người sao đâu. Con cầu mong sức khỏe sao, nói cho ông bà nghe đi. Con không ngon thì con nhả ra, cái cứng thì con nhả ra. Cái nào không ngon thì con tự nhả ra nha. Con mỗi tối con viết mẹ cái sạc cầm. Mỗi tối con ngủ con cầu nguyện sao cho ai khỏe. Cho bà bà riêng, con chị giúp, con ai ra ra. Dì Út, dì Hai Lan khỏe rồi, cho ai nữa? Cho mọi người khỏe ha con. Con nói sao không? Con dạy cho mẹ nói con sao đâu. Thôi từ thôi con. Ăn từ thôi, cái hộp nó chạy gì đó nguy hiểm lắm. Đi, cắn từ thôi. Mama, we did this up. Lấy cho, lấy cái tay nè. Up, ăn trong cái dĩa trước đi. Ăn trong dĩa đi, mình lấy cái này cho. Mama, we do other for me, mama. Vì mẹ làm sẵn nhiều cho con. Nói tại sao mẹ làm sẵn nhiều á? Mẹ thương. Con muốn mẹ làm giúp con hả? Con muốn không? Dạ, muốn làm giúp mẹ. Con muốn giúp mẹ luôn hả? Dạ, muốn giúp mẹ. Dạ, muốn ăn với mẹ. Mẹ, con chia muốn. Muốn gì nữa? Muốn ăn cơm với mẹ. Ăn cơm với mẹ luôn, không để mẹ ăn một mình buồn hả? Tại mình
Dạ chắc cái này mẹ buồn. Sợ mẹ buồn đi ăn cơm với mẹ hả? Lớn con ăn cơm với mẹ, con đừng bỏ mẹ trong viện dưỡng lão nha. Tại sao mà con không bỏ mẹ hả? Tại vì mẹ mẹ không có con mẹ buồn lắm. Dạ, cho con không bỏ mẹ. Không bỏ mẹ nha, thương mẹ nha. Lúc đó mẹ đâu có biết nhớ gì nữa đâu, rồi con không có bỏ mẹ trong dưỡng lão nha. Con gái học đi rồi con có việc làm nữa, con nuôi mẹ nha. Nó nói khi nào mà mẹ không giữ là nó bỏ mẹ, nó bỏ mẹ đúng rồi. Nhưng mà nó lúc mẹ la con có mẹ già mẹ đâu biết đâu, mẹ nói chuyện hơi khó khăn xíu rồi con có giận mẹ không? Dạ. Có giận không? Con mới hiểu là nhỏ hồi nhỏ con cũng đôi lúc con cũng hổn với mẹ đó, mẹ tha thứ cho con đó. Khi già cái mẹ lẫn rồi mẹ nói chuyện thêm không giữ với con á, con đừng có giận mẹ nha không? Con hiểu không? Người già người ta khi người ta quên, người ta nói người ta không biết nói, người ta nói gì con hiểu không? Chứ người ta đâu có muốn đâu con mà ai mà không thương phải không? Vậy là khi nào mà mẹ không giữ là con bỏ mẹ hả? Không thương mẹ nữa hả? Đang cùng cái anh ăn thì phải. Đang đi hàm mẹ. Thăm mẹ à, nó nói nó bỏ mình ở nhà khác đi thăm mẹ buồn lắm. Con đang đi miss Timmy. Nó mẹ buồn lắm. Đang đi miss Timmy. Đang đi miss Timmy to my house. Nó nói nó sẽ đón mình đi về. Cảm ơn con nha. Miss an auto. Con biết lái auto không? As is your children. Dạ đúng rồi, khi nào con lớn bao nhiêu tuổi hả mẹ dạy bao nhiêu tuổi con được giấy phép lái xe? Mẹ dạy con 18 tuổi. 18 tuổi. I have your business no kind. Con còn nhỏ lắm. 14 năm nữa mẹ chờ sinh nhật con, mẹ cho con cái bằng lái nha, cho con học bằng lái nha. Mẹ giúp cho. Mẹ đi dành tiền khi nào tới 18 tuổi cái mẹ cho con tiền đi học bằng lái nha không? Rồi sau đó con tự đi làm, con tự kiếm tiền mua xe ô tô nha. Mẹ không có tiền đâu, mẹ cho con bằng lái thôi. Mẹ cứ tính. Mẹ già, lúc đó mẹ già 14 năm nữa mẹ già. Mẹ không già. Mẹ sao? Mẹ già không? Mẹ già, bây giờ mẹ già. Mẹ già. Ông ơi, xin mẹ. Mẹ cũng thương con, nhưng mà già là già, tự nhiên nó gì thôi, con lớn thì mẹ. Ông ơi, xin mẹ không bỏ đâu, ông không khen mẹ. Mẹ đâu bỏ con đâu. Mẹ không bỏ con, mẹ không chết. Mẹ không có chết. Con sợ mẹ chết hả? Mẹ không chết. Sợ mẹ đen. Con đang nhớ đốt trời mẹ đen. Không có chết. Con ngoan, mẹ sống mãi trong lòng con nha. Thì giờ mang trên ai sẽ mang trên lịch sĩ bữa đó nè. I left kính rồi lịch áo tình nhá. Tất cả những đứa trẻ thì thương con. Con bé trên lịch sĩ. I left lịch. Yes, suicide em đẹp nhá. Khi con còn nhỏ con thương mẹ cách khác, khi lớn con thương mẹ cách khác nhau. Mẹ lớp con. Nè. Mẹ lộ cho con ăn đi. Ai nói là già sẽ chết vậy? Ai con học từ đâu ra? Khi giờ khen rồi. Tại mẹ nói chuyện. À mẹ nói chuyện rồi, nào già là mẹ sẽ chết đó hả? Con biết hả? Con mới lại. Bỏ đi cho mẹ. Khăn à. Mẹ lấy con. Mẹ lấy con đi. Bỏ đi, lột nữa đi cho em đi. Con ăn cái gì cho ba với em nữa. Dạ không, sao ăn cái con không đi khăn. Nhớ đúng rồi, con ăn mà không lột nó hết. Nhưng mà ba không có ăn, con nghiệp ba. Dạ thôi, không biết nghe ăn. Nhưng mà để cho ba tự lột ăn đi nha. Em không cho ba. Em mẹ không cho ba ăn của con. Em bây giờ yêu muốn khen con. Dạ thương ba lắm hả? Tại vì em muốn khen ba luôn. Dạ thương ba với cái mẹ hả? Dạ thương ai nhất trên đời? Mẹ với ba ai rồi. Có ghi trong khen ai rồi. Con thương tất cả mọi người. Nằm con mẹ đi. Dạ. Mẹ rất con. Sao? Ăn đi đừng lột nữa. Ngay đấy thì lúc con cắt xin đốc phụ. Hả bà ấy thường phá bao anh chị vì nè, đó bà muốn ra đâu. Đó bà bà ấy sao nè. Mắt hả bà đất ốc. Bà bà mắt bắt đầu xù ghê nè. Mắt hả bà đất ốc. Đổ kìa, đổ dưới đây nè của bà. Dạ cho ba nha. Mắt hả bà đất ốc. Dạ bà mắt ốc. Mẹ cho mắt hả bà đất ốc.
cái này nó mày bỏ, đó là bị hơn cái nó bị ôi mà cái sắp ăn đi. Đợt này mua chua ăn dở quá. Vì mẹ mua cô nó có nhận đợt con. Mấy năm trời qua mới mua được cái bữa hổm là cái đợt ngon nhất á. Còn đợt này nó chua lèm à. Nó chua, không phải là chua lèm, nó hơi hầu như chua khó ăn lắm. Nhưng mà thơm. Thằng con. Anh lấy bộ. Em kiếm chuyện xuống đây đó. Đây đây đây, mẹ cho em để xuống, em xuống đừng có đưa em. Nhưng mà lại mẹ cho món này nè con. Để đưa mẹ đút nè. Rồi. Ngon không? Quả vải, con nói là quả vải. Vậy của con. Cho em coi cái quả vải. Mẹ má cho con. Không mở nữa. Ở bên đây này cho cô. Chai chai cuối cùng nha. Ok. Tên dài. Tên không có mở nữa nhau. Con không đi ăn con mở. Tại con đi ăn đi xin em xin. Dạ con chơi đi cho em. Này 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 này. Nên có ăn vacuum. Hai cho em một chơi thôi. Con em is done. Cho em đi đi. Nè em muốn chơi xíu thôi. Dạ chị mới ra ra ra. Nhưng mà ta. Cảm ơn chị đi con. Cảm ơn chị. Mình phép nhé. Nè. Chị ngon nè. Chị mới đưa ta. Tân tân đi ra chuột. Nói em nè. Con nói em. Tân mà nó cùng à. Cho em miếng, đút cho em miếng đi. Đút cho em miếng đi. Hay là chị đút cho con miếng coi. Cảm ơn chị. Rồi chị thương kìa. Bỏ. Bỏ đi con. Đi trời. Bỏ đi. Đi trời. Con quẩn lấy miếng thằng phơi thuốc nó đi con nha. Nhà lấy phơi thuốc miếng nó đi con. Lau tay đi, cái này dơ rồi. Tay cái này dơ rồi. Dơ con. Lau tay đi, con lau tay đi. Thì cô ba cho ba ăn. Em cũng lấy chín. Thì mua ăn với con đây nha. Thơ soft. Chút chèm miếng nó đi con. Chèm miếng đi con. Chị mở ăn ăn. Chú đi kèm. Ê chị 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 chèm miếng đi. Khoan từ thôi con. Cô chèm miếng đi con. Chắc là dạ. Hồi bộ thì đi ăn trắng miệng. Cho em miếng đi con. Thì vì đó thì yêu. Đó là đó kín này. Đó sẽ không hút. Cô chèm miếng đi con. Bỏ hạt nha con. Bỏ đi con nha. Người ta sẽ dùng mà. Tìm mơ. Cô cái miệng nha. Khi mà chị mở cho mắt chính xác. Chị đi đưa em không giấy. Đừng có xét nhỏ quá con, xét nhỏ quá ăn không ngon. Không. Rồi ngon không? Con nói quả vải coi. Quả vải. Ngon không? Mẹ mua không? Mẹ mua đó. Thì mama cắt chi thâu. Mẹ mua rồi đấy con. Ngon quá mẹ. Ngon quá mẹ, mẹ mua ngon. Em mua ngon hả? Mình cũng ngon. Con lấy cái đó ăn đi con ăn đi. Chị mở ấu. Cho em miếng đi đó, cho em miếng chị ơi. Chị mở ấu miếng. Cho chị mở ấu. Chị mở chị ơi nè. Chị ơi đi. Chị ơi. Cho em miếng. Cho em miếng. Chị ơi cho em miếng. Chị ơi cho em miếng. Rồi kìa chị cho kìa. Rồi cảm ơn chị. Con miếng gì chi không? Dạ nói không có chiến. Chị mở. Cảm ơn chị. Em ăn đi nó đi em ơi, ăn đi. Em ơi ăn đi. Con mới chi. Con nói với chị đi chị con ơi. Con chi gì ăn. Chị ăn đi. Hai chị em cùng ăn nha. Chị cho con thì cảm ơn chị, mỗi lần chị cho phải cảm ơn chứ. Con chị. Ngon không? Nói chị biết rồi, chị cho con ăn ngon chứ không thấy ngon hay không ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Anh xin lỗi chị. Em xin lỗi chị với mấy con xin lỗi chị. Con làm được có lỗi với chị hả? Dạ em. Em làm gì? Em làm gì con buồn? Em ba, mẹ ơi. Em ra ba. Em là ba, em thằng nhằn ba. Con không được hổng với ba nha Timo. Được rồi dạ. Rồi xin lỗi ai nữa con hổng với ba. Em nói ba. Dạ em xin lỗi ba làm sao? Xin lỗi ba. Con ba ơi con xin lỗi. Dạ ba ơi con nhiều nhiều cái. Con không dám làm vậy nữa. Con dám làm thầm giọng. Con không dám hổn với ba nữa. Nhưng mà mất bệnh gì. Rồi bye bye chị đi. Bye bye ông bà kìa. Bye bye ông bà.
cô chú. Bye bye ông bà chú. Bye bye cả nhà nha.